Xin chào mọi người, đây là cổng của sân vận động Thammasat, nơi diễn ra trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, cũng như là trận đấu giữa Thái Lan và UAE. Đây, chúng ta nhìn thấy rất là rõ hàng chữ ở đây. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào nhé. Đây là cái con đường ở ngay bên cạnh cái sân vận động Thammasat. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó có cái kiến trúc mái nó hơi bị cong, nó giống như kiểu sân Thiên Trường ở Việt Nam của chúng ta. Phía bên dưới chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều các anh chàng sinh viên thể thao, tức là đây là trường đại học về thể thao. Đấy, chúng ta nhìn thấy các vận động viên đây, cơ bắp cuồn cuộn và mang rất nhiều chăn màn, giống như các anh chị sinh viên mới đi nhập học. Chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều những cái hành trang quan trọng. Và phía bên này chúng ta nhìn thấy họ để xe một cách rất là tự do. Bên cạnh đó là bán rất nhiều quần áo, hàng giảm giá lên đến 5-60%. Đây là các nhân viên an ninh, họ đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi họp báo cùng với đội tuyển Thái Lan. Và đây là buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên của huấn luyện viên Nishino kể từ khi đội tuyển Thái Lan tập trung, cũng như là sẽ được nói chuyện với ba cầu thủ, ba trụ cột của bóng đá Thái. Đó là Supachai Jaided, đó là Songkrasin và đó là thủ môn Kawin. Đây là các nhà báo tranh thủ chuẩn bị ăn uống một chút trước khi vào tác nghiệp. Chúng ta nhìn thấy các phóng viên Việt Nam rồi phóng viên Thái Lan. Trong đó thì có cả các phóng viên người Nhật. Đây, chúng ta nhìn thấy mọi người đang ngồi ở đây. Lúc này là trước buổi phỏng vấn khoảng tầm 2 tiếng rưỡi, đã đông như thế này rồi. Đây là các phóng viên Việt Nam của chúng ta. Đấy, đây là những phóng viên họ đang ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi rất nhiều những thông tin quan trọng. Đó. Lúc này thì có lẽ là điều mà mọi người rất là quan tâm là câu hỏi sẽ là như thế nào. Và phóng viên của Việt Nam và phóng viên Thái thì cũng trao đổi với nhau và họ chụp với nhau một bức ảnh. Đây là lúc mà các phóng viên của chúng ta chuẩn bị cho cuộc họp báo. Cách buổi họp báo khoảng tầm 2 tiếng mọi người đã đứng ở đây rồi, với những chiếc camera để chặt kín rồi. Đó. Và có một sự cố, đấy là cái backdrop của đội Thái thì đã bị rơi. Không hiểu đây là một cái điểm gì không đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây logo đội tuyển Thái đây, và nó đã bị rơi, nó bị gió thổi bay và ngã gục ngay tại Thammasat. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch luôn cho các bạn nhé, mình đọc luôn cho các bạn dễ hiểu này. Đây là phần trả lời của huấn luyện viên Nishino. Ông nói rằng là ông không biết gì về thầy Park Hang-seo và đội tuyển. Đấy. Đây là câu hỏi của mình là ông có chịu áp lực gì không trước trận đấu với Việt Nam. Thì ông nói với đại ý rằng là áp lực thì không, nhưng mà ông có cái sự háo hức, bởi vì đây là trận đấu đầu tiên của ông. Đấy. Và mỗi một trận đấu thì cũng nên có một chút áp lực. Đấy là cái câu mà huấn luyện viên Nishino đã trả lời câu hỏi của Minh Hải. Đấy, tôi cảm thấy hồi hộp phấn khích với trận ra mắt trên sân nhà. Và dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng được thi đấu trên sân nhà. Ý của ông là như thế. Đấy, chúng tôi chỉ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu. Thời gian còn lại thì không nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những điểm mạnh của cầu thủ để sắp xếp đội hình thi đấu. Tôi sẽ chọn một tiền đạo làm trung phong. Đấy, và tính toán các phương án tấn công khi mà có nhiều cầu thủ tham gia nhất. Tức là trong mỗi một tình huống thì ông sẽ cố gắng cho nhiều cầu thủ tham gia nhất. 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đều rất tự tin, họ sẽ thích nghi tốt với lối chơi của đội bóng, mặc dù thời gian để tập luyện với nhau thì còn hơi ít. Cũng hy vọng 3 cầu thủ thi đấu ở J-League sẽ mang đến kinh nghiệm từ Nhật Bản để chia sẻ cùng đồng đội, vì ông là huấn luyện viên Nhật Bản mà. Và đây là hình ảnh mà các cầu thủ Thái Lan đến. Chúng ta cũng thấy là có 3 người sẽ trở lại phỏng vấn là thủ môn Kawin, người đã để thủng lưới bàn duy nhất trong trận gặp Thái Lan ở King's Cup. Đó là Chanathip Songkrasin đã phải xin lỗi Đoàn Văn Hậu vì đã có một cái status rất là mất lịch sự. Và đó là Supachai Jaided, người mà đã nhận tấm thẻ đỏ trong thất bại 0-4 của U23 Thái tại vòng loại U23 châu Á ngay tại sân Mỹ Đình. Và sau đó thì huấn luyện viên Alexander Gama đã bị mất chức. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái cánh tay được đưa lên, và đây quang cảnh đây, rất nhiều phóng viên chặt kín ở đây rồi. Bây giờ mình lại dịch tiếp nhé. Là Chanathip Songkrasin thì nói rằng là đã lâu rồi không tập trung vào đội tuyển, nên khi gặp lại ban huấn luyện đồng đội thì thấy rất là vui. Bay từ Nhật Bản về thì cũng không phải là chuyến bay kéo dài lắm, thành ra cũng không có gì là mệt cả. Và là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn luôn chuẩn bị thể lực cho nó tốt, tinh thần tích cực cho các trận đấu quan trọng. Bạn này trả lời rất hay. Đấy, không thi đấu nhưng mà bạn đã xem và cổ vũ Thái ở King's Cup. Bóng đá thì có thắng có thua. Đấy, trận thua đó là động lực quyết tâm để các cầu thủ thi đấu trận đấu này tốt. Điểm mạnh của Việt Nam là tinh thần đồng đội, sự máu lửa và quyết tâm vượt qua Thái Lan. Và Chanathip Songkrasin thì cũng nói là tôi đặc biệt ấn tượng với Quang Hải. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Và nói về huấn luyện viên Nishino thì nói là huấn luyện viên người Nhật thì rất là kỷ luật. Đấy. Và cũng cảm thấy tự hào khi được làm việc với huấn luyện viên người Nhật như vậy. Ban huấn luyện thì phải cố gắng tìm ra điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để có thể là tận dụng được tốt, cũng như là biết được cầu thủ của mình sở trường sở đoản ra sao. Bóng đá thì là môn thể thao tập thể, toàn đội thì phải cố gắng đấy, và tuân thủ kỷ luật chiến thuật để có kết quả cao nhất. Nói chung nói nó cũng tròn vo, không có thông tin gì nhiều, nhưng rõ ràng là bạn này bạn trả lời phỏng vấn rất là hay. Huấn luyện viên Akira thì có phong cách huấn luyện rất là hiện đại, đấy, lối chơi pressing, đặc biệt là liên kết giữa các tuyến ở trong đội. Thi đấu trên sân nhà thì toàn đội sẽ cố gắng hết mình. Chưa có một từ nào mà các thầy trò của huấn luyện viên Akira cũng như là Chanathip nói đến vấn đề liên quan đến chiến thắng. Đây là hình ảnh trong sân Thammasat, chúng ta thấy sân cỏ rất là đẹp. Đấy, không khí rất tốt, hy vọng là trời không mưa. Và mình đã chụp được một cái ảnh. Đây là đội hình mà huấn luyện viên Akira Nishino đã bố trí 4 hậu vệ, 1 tiền vệ phòng ngự. Và ở bên phía trên thì là có 4 tiền vệ. Và như ông đã nói là ông sẽ có một tiền đạo cắm. Như vậy là đội của Thái Lan sẽ rất có thể chơi với đội hình là 4-1-4-1. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho chương trình, và hy vọng là từ lần sau mình cũng sẽ có những cái chương trình theo kiểu truyền hình thực tế như thế này. Xin cảm ơn tất cả mọi người.